Xin chào tất cả anh chị em và các bạn đang quay trở lại với kênh nấu ăn của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh chị em và các bạn một món ăn ngon và thanh mát nữa, đó là gỏi bí ngòi tôm khô. Để làm món ăn ngày hôm nay thì mình chuẩn bị một trái bí ngòi, bỏ vỏ rửa sạch, một củ cà rốt, ngò gai, ngò rí, một ít tôm khô ngâm nước khoảng 10 phút cho mềm, một chén giá, 3 tép tỏi, đậu phộng rang giã nhỏ, chanh, ớt mầm, đường, tương ớt, nước mắm. Tôm khô sau khi ngâm 10 phút, mình sẽ đem đổ bỏ phần nước và dùng khăn giấy thấm cho tôm khô được khô ráo. Bí ngòi mình chỉ lấy phần bên ngoài thôi, phần ruột mình sẽ bỏ. Bạn cũng có thể dùng bí xanh cũng được luôn. Phần ruột này mình bỏ. Cắt sợi. Bí ngòi không có mùi hăng nhiều giống như bí xanh, tuy nhiên mình cũng sẽ cho vào đây một ít muối để ngâm cho nó ra bớt mùi hăng. Cà rốt bào sợi. Ngò rí cắt khúc. Ngò gai mình cắt nhỏ. Còn đây là rau húng lủi, lúc nãy mình quên giới thiệu với các bạn. Mình cũng sẽ cắt nhỏ luôn. Tỏi băm nhỏ. Pha sốt trộn gỏi. 2 muỗng canh đường. Ba muỗng canh nước mắm. Hai muỗng canh nước chanh. Nếu như các bạn thích ăn chua nhiều thì mình có thể dùng thêm. Ớt bằm. Tỏi bằm. Tương ớt. Bí sau khi ngâm khoảng 10 phút thì các bạn nhìn thấy là nó ra nước rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa lại nhiều lần với nước lạnh và vắt cho ráo. Mình ngâm với muối như thế này vừa giảm được mùi hăng của bí mà vừa giúp cho món gỏi khi sau khi trộn nó sẽ không có bị ra nước.
hai muỗng canh dầu ăn vào chảo. Cho tỏi vào phi thơm. Khi tỏi đã vàng thơm, mình tắt bếp, lấy dầu tỏi ra chén và để lại một ít trong chảo. Để lại khoảng nửa muỗng canh dầu trong chảo. Cho tôm khô vào xào khoảng chừng 2 phút cho săn. Mình xào như vậy thì tôm khô sẽ rất là thơm luôn. Không cần phải nêm gia vị vào trong tôm khô, chỉ xào như vậy thôi. Xào từ 1 đến 2 phút là vừa. Đừng xào lâu quá, tôm khô sẽ bị cứng. Rồi, sau khi xào từ 1 đến 2 phút, mình sẽ tắt bếp, cho ra chén. Cho cà rốt, bí. Bí này thì các bạn nhớ là phải vắt cho thật là ráo nước. Giá. Rau ngò gai hơi cứng cho nên mình sẽ cho vào trước, trộn cho nó dễ thấm gia vị. Rồi tôm khô mình cũng không có ướp gia vị nên cũng cho vào luôn. Mình cho vào trước thì nó sẽ thấm hơn. Rang nước sốt vào từ từ. Cho hết rau ngò và rau húng lủi vào. Tỏi phi lúc nãy. Mình chỉ lấy tỏi thôi, không có lấy dầu nha các bạn. Tỏi phi sẽ giúp cho món gỏi được thơm ngon hơn và giảm bớt mùi tanh của tôm khô. Cho đậu phộng rang lên trên mặt. Gỏi bí ngòi tôm khô đã xong rồi, rất là nhanh và đơn giản. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video này. Nếu như yêu thích món này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh, bấm chuông để lại bình luận bên dưới ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.